Hôm nay thì cái này mình thấy là ở chỗ này nó có cái mà có cái đây không phải là sắt đâu nha. Đây không phải là sắt mà nó là nhựa. Tổng ở chỗ này là rất là toàn là nhựa thôi. Tất cả ở đây đều là nhựa nha, nhìn nó giống như này thôi. Đúng không nhỉ? Mình nghĩ là 90% cái này là nhựa. Còn 90% cái này là nhựa, còn 10% còn lại mình nghĩ là nó làm bằng inox. Đấy chỉ thế thôi, bởi vì nó rất là mềm, các bạn nghe này. Đấy, các bạn nghe thấy không? Nó có tiếng gãy đấy. Đấy bữa qua mức nó như thế đấy. Bên trong cái này thì nó có hai cái tai nghe AirPod. Đấy, tai nghe không dây. Đây một hai bên đều hoạt động rất bình thường, nhưng mà một bên không biết tại sao mà một bên nháy bên không. Nhưng mà khi kết nối với hai cái này thì mình thấy là nó hoạt động vẫn rất là tốt. Cái này thì nó hút nam châm rất là ok, bởi vì trên này nó có sắt hay sao ấy, xong rồi dưới này có nam châm, nên là thành ra khi khi mà chúng ta mở thế này không được được một thời gian nhất định thì chúng ta bị lắc này cái là nó tự động nắp vào, nó gọi là tai nghe AirPod. Lý do nó thông minh vì sao? Bởi vì là nó có thể kết nối Bluetooth và nó có nhiều chức năng, đó chính là khi mà các bạn cầm lên này, các bạn nhấp vào đây là nó sẽ tự tự động ngắt. Khi mà các bạn nghe lại, các bạn chỉ cần bấm một cái là nó lại nghe lại như bình thường thôi. Đấy, nó thông minh ở cái điểm đó đấy. Còn nhiều điểm thông minh nữa mình chưa tìm ra, nhưng mà nói chung là cái tai nghe rất là tiện ích, mình không hề bán nhưng mà mình thấy là dùng tốt, nên là mình quay cho mọi người xem, mọi người có thể hay là mọi người nói chung là mình chia sẻ cho mọi người ấy. Nói chung là chúng ta cần tìm hiểu với những cái công nghệ mới ở thời đại này. Cái này không phải là mới nhất ở bây giờ mà cũng lâu rồi, nên là giờ nó hay thì mình quay lại ấy, quay lại cho mọi người xem ấy nhỉ. Các bạn nhiều bạn biết đến cái này lắm. Cái nút này nút nguồn này. Đấy. Tắt bật bình thường. Đến giờ thì cái nút nguồn này thì nó vẫn sử dụng một cách bình thường thôi. Nhưng mà tai nghe này mình nghĩ là không bền đâu, nó không bền bằng cái tai nghe mà dây đâu. Tai nghe dây mình nghĩ bền hơn. Cái này tiện lợi thật nhưng mà nó không bền hay sao, nhìn nó không bền cho lắm, nó không được chắc chắn. Tai nghe kia đâu ra đấy, nhìn cái trong đấy nhìn nó vẫn cảm giác nó sạch sẽ hơn nhiều. Cái này cầm thì nó đẹp tiện lợi thật, nhìn sang trọng thật, nhưng mà mình thấy cái cạnh kia vẫn còn thấy nó vẫn đẹp hơn đấy. Đây là một góc quay khác, cũng như góc quay cũ nhưng mà nó ở hướng này. Hôm nay thì mình lại quay tiếp cho anh em cái con máy này. Đấy, không phải là bán mà là mình sẽ review cho mọi người. Đây, mọi người nhìn là xung quanh ở ngoài, hôm qua mình có review, hôm nay review lại nha. Đây, ở chỗ này thì có thùng rác này. Tất nhiên là không nên ném vào thùng rác, bởi vì đôi lúc nó có pin này, với lại cả có nhiều cái điện các thứ ở trong này, đôi lúc cho vào là nó sẽ dẫn đến nổ hoặc là gì đó, nói chung là nhiễm sét đấy, đấy có thể nhiễm điện đấy, khi người ta thò tay thùng rác hay lấy cái vật gì đó ra ấy, nó nhiễm điện đấy. Còn cái cam này thì mình thấy ổn này, bây giờ hôm nay mình sẽ khui ra như clip ở lần trước mình đã nói. Đây. Mình quên mất là cái chỗ này mình chưa mở ra. Mọi người nếu mà mọi người muốn mở cái này ra, trước tiên mọi người phải nhìn cái chỗ cắm sim đã, cho sim vào ấy rồi mọi người tính sau. Đây, cái chỗ này phải kéo ra nha, không nó đứt đấy. Đấy, may là cái này nó bền, mình thấy công nhận là cái cho sim vào cực kỳ bền luôn. Đấy, đây là bên trong. Có rất nhiều thông tin, nhưng mà đây là máy tàu nha. Đây là bên trong nha. Mình thấy là nhiều người là làm cái kiểu dạng máy như này và nó dán cái lớp gì lớp nhựa cứng ở đây. Đấy, nhìn rất là đẹp, thay thế làm cái ốp. Đấy. Mình bật nguồn lên cho mọi người này.
Đấy, không hề lên được. Nó không hề lên được nha. Đấy, bên trong là như này, nó có gồm có pin này, cam này, đèn này. Số này là mình không chuyên về điện tử nên mình không rõ cho lắm, nhưng mà chỗ này toàn là công cụ điện các thứ thôi. Nó có mấy chỗ đây này, ví dụ như chỗ này này, bị tuột ra này, mình vừa mình tháo ra này, nắp lại. Mình mới phát hiện ra điều một điều rằng là mình mua máy về giờ phát hiện ra là nó bị mất mấy cái dây điện ở đây này, dây điện để gắn ở đây này. Đấy, nói chung là máy này cũng không ổn. Lần trước mình có review mà nhỉ. Thôi nắp lại, cũng dùng được một thời gian và có rất nhiều lợi ích cho mình, nhưng mà giờ nó hỏng đành thôi. Đây, hôm nay vẫn là cái này. Dùng cái này rất là lâu rồi, bây giờ nó bị hỏng ấy. Các bạn nhìn mình quay video lúc video đầu tiên thì mình cũng quay về cái này rồi. Và video tiếp theo cuối, không biết là cuối không, nhưng mà mình các bạn xem theo dõi mình lâu, các bạn biết đến cái máy này chứ nhỉ. Đấy, nó là chiếc máy tính khá là nhỏ nhắn. Nói chung là cũng đẹp ngày trước, nhưng mà bây giờ cũng bình thường, cũng đẹp nữa. Vì là tô quá nhiều bút xóa, kiểu như là phá nhiều quá, báo không à. Đấy, cái này em mình tô vào đây này. Đấy, đây gọi là thừa, thừa nhũ nên là tô vào. Đó. Còn cái chỗ này là do mình tô hay sao ấy? Còn còn ghi linh tinh giờ y các thứ đây này. Đờ, đờ y, không biết gì đây. Linh ta linh tinh. Giờ này là giờ muộn rồi. Chắc là mình quay một lát thôi, xong rồi mình nấu cơm, chăn lợn, các thứ, chăn gà này. Nói chung là rất là nhiều công việc ở xung quanh đây. Đấy. Còn lúc video đầu tiên thì mình cũng quay về cái này rồi. Và video tiếp theo cuối, không biết là cuối không, nhưng mà mình, các bạn xem theo dõi mình lâu, các bạn biết đến cái máy này chứ nhỉ. Đấy, nó là chiếc máy tính khá là nhỏ nhắn. Nói chung là cũng đẹp ngày trước, nhưng mà bây giờ cũng bình thường, cũng đẹp nữa. Vì là tô quá nhiều bút xóa, kiểu như là phá nhiều quá, báo không à. Đấy, cái này em mình tô vào đây này. Đấy, đây gọi là thừa, thừa nhũ nên là tô vào. Đó. Còn cái chỗ này là do mình tô hay sao ấy? Còn còn ghi linh tinh giờ y các thứ đây này. Đờ, đờ y, không biết gì đây. Linh ta linh tinh. Giờ này là giờ muộn rồi. Chắc là mình quay một lát thôi, xong rồi mình nấu cơm, chăn lợn, các thứ, chăn gà. Trong một thời gian trải nghiệm, mình đã thấy được cái máy Oppo này. Đây, mọi người thấy không? Đấy, lần trước mình quay máy tính, và bây giờ thì đến cái máy này nha. Hãy tháo ra cho mọi người xem nha. Đây, các bạn nhìn thấy mới không? Rất là mới nha. Nhưng mà cái chỗ này chỉ là cái nó dán, ốp qua là ốp cũ. Còn cái ốp mới thì đây là máy đã qua sử dụng rồi. Đấy, màn hình mình thấy rất là mới, mua trên mạng nhưng mà dùng được một thời gian thôi là chưa hết, chẳng biết lý do vì sao mà nó hỏng. Mình nghĩ là chơi quá mức, nó không chịu được ấy. Đây, mà thôi ở clip này mình cứ review cái này trước đã nha. Xong rồi clip sau mình review ở bên trong sau. Mình có đánh rơi một cái và đánh rơi một lần đất xong rồi bị vỡ chỗ này. Đấy, vỡ rất là nhanh. Mình có mua một cái trên mạng rồi. Ôi, ngồi đây một tí đấy mà đống lại này. Thôi kệ đi. Mình có mua một cái trên mạng, nó cũng giống yệt như này. Đấy, sau khi mua về thì mình cảm thấy là cam nó chỗ này bị xước sát và chỗ này cũng xước. Đấy, cái này dễ tuột ra. Nhưng mà cái này sau khi gửi lại hàng thì mình thấy mới. Cái lý do vì sao nó bị hỏng là mình cọ cái này này.
mình cọ đi cọ lại là nó bị vỡ ở cái phần này, gần chỗ cam này này. Cọ mình cũng đã nó bị lệch một góc ở đây này, lệch một góc ở đây này, mình đẩy này này, đẩy 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 lên ra, đẩy trượt phát tay là vỡ luôn. Mình thấy là cái máy cũ này nó màn hình nó mềm lắm mọi người ạ, rất là mềm, mọi người chỉ ấn mạnh cái là vỡ rồi, không giống như cái màn hình khác đâu. À, chất lượng nó nằm ở cái giá tiền đấy. Đây mình thay qua cả cái kính cường lực nữa. À, còn không, nếu mà thay qua cái màn hình của cái con này ít cũng phải 200 đến 300 nghìn một cái, hoặc có khi 400 ấy. Đấy, nhưng mà thay qua bằng một cái máy rồi ấy. Đây bật vẫn lên nguồn, nhưng mà hiện tại là bật lên nguồn nhưng một lúc sau nó lại không được. Đấy, nó có điều rất là lạ đấy. Không thể lên được đấy. Nhưng mà khi sạc pin lên thì may mắn thì còn bật được lên đấy. Những điều lưu ý là các bạn mua về các bạn quay video thì máy này không hợp phù hợp đâu. Các bạn mua đến chọn một cái máy phù hợp hơn nữa nha. Với giá tiền mình thấy nghĩ là Oppo A33 ấy, máy vuông vuông đấy, máy đấy thì còn được. Nhưng mà nếu mua được máy ok thì còn được, chứ mua được máy nó mà mình mua một cái mình dùng được gần một năm rồi. Đấy. Giúp được khá là nhiều việc. Còn cái loại này thì mới mới thật nhưng mà nó không ổn đâu. Đấy, cái chỗ sạc đây này. Nhìn cái xung quanh thì rất là mới. Máy nhìn rất là đẹp. Đấy, nhưng mà nó lại bị sập nguồn trong một ngày đẹp trời nào đó. Đấy. Hiện tại trời đang sắp tối rồi, mình review nhanh thôi nha. Đây là cái sạc dự phòng, của sạc dự phòng rất là nhỏ gọn. Đấy, mình thấy là nó sạc được khá là nhiều lần rồi. Bây giờ mình mới có thời gian là review cho mọi người. Khi mà mọi người, đây mình sẽ đặt như này nha. Các bạn có thể là đấy, chụp màn hình lại rồi lấy một cái ảnh này thôi. Lấy một cái này các bạn lên Google tra là ra. Có thể là ra nhưng mà có thể các bạn gửi cho các tiệm ấy. Hiện tại nó đang, mình không biết là có bán chạy không, nhưng mà mình thấy là vài năm trước là, à không phải, vài tháng trước bán, có thể là bán khá nhiều ấy. Bây giờ mình không biết như nào nhưng mà cái này mình mua cũng khá là lâu rồi, dùng được khá là lâu rồi, vẫn là bền. Đánh rơi mấy lần rồi nhưng mà mình không biết ở bên trong có sao. Đây, nó có cái UFP này, input con à in à, input và output. Đọc như nào cho đúng nhỉ? Mình không rõ về tiếng Anh cho lắm nhưng mà đây Aran đấy là cái sạc, cái gì dự phòng, sạc dự phòng hay sao nhỉ? À không phải, đây là hãng. Đây là cái hãng của nó. Đây, cái chỗ này là cái phần mà chúng ta có thể bửa nó lên. Đây. Khó bửa phết, nếu mà muốn bửa cái này ra phải dùng cái thiết à, dùng cái dụng cụ gì đó để có thể bửa nó ra đấy. Nói chung là bên trong này cũng có cái cục pin với lại cả mấy cái USB với dây điện nối cùng nhau thôi, để có thể là tạo thành một cái sạc dự phòng để sạc pin điện thoại hoặc là sạc pin cái gì đó, có thể là cái sạc, nói chung USB nó có thể gắn vào bất cứ cái thứ gì mà vừa vặn cái này, và cái dây để nối với cái gì đó, nói chung là dây đó phải còn dùng được, là cái này nó sẽ kết nối được cùng nó và nó có thể tiếp điện cho cái đó và dùng rất là tốt luôn ấy. Mình thấy là dùng tốt nên mình quay cho mọi người xem thôi. Nói chung là ở chỗ này nó vẫn có cái mà cảnh báo này, không nên vứt ở thùng rác này. Đấy. Nói chung là toàn chữ tàu thôi. Đó, những cái hàng sản phẩm như thế này thì thường sản xuất ở bên tàu rất là nhiều. Không biết là tàu gì nhưng mà mình nghĩ là sản xuất ở bên tàu Trung Quốc ấy. Mình thấy chữ Trung Quốc mà. Thường hay đọc là chữ tàu thôi. Đấy. Nhưng mà nói chung là hàng này cũng dùng được. Mới dùng được, an toàn. Nhưng mà nó với hợp với giá, nếu mà rẻ quá thì cũng không được, mà đắt quá cũng không được nhỉ. Hiện tại trời đang sắp tối rồi, mình review nhanh thôi nha. Đây là cái sạc dự phòng, của sạc dự phòng rất là nhỏ gọn. Đấy, mình thấy là nó sạc được khá là nhiều lần rồi. Bây giờ mình mới có thời gian là review cho mọi người. Khi mà mọi người, đây mình sẽ đặt như này nha. Các bạn có thể là đấy, chụp màn hình lại rồi lấy một cái ảnh này thôi. Lấy một cái này các bạn lên Google tra là ra. Có thể là ra nhưng mà có thể các bạn gửi cho các tiệm ấy. Hiện tại nó đang,
Mình không biết là có bán chạy không, nhưng mà mình thấy là vài năm trước là à không phải vài tháng trước bán có thể bán khá nhiều ấy. Bây giờ mình không biết như nào, nhưng mà cái này mình mua khá cũng khá là lâu rồi, dùng được khá là lâu rồi, vẫn là bền, đánh rơi mấy lần rồi nhưng mà mình không biết ở bên trong có sao. Đây nó có cái USB này, input con à in à, input và output. Đọc như nào cho đúng nhỉ? Mình không rõ về tiếng Anh cho lắm, nhưng mà đây ăn Aran đấy là cái xà cái gì dự phòng, sạc dự phòng hay sao nhỉ? À không phải, đây là hãng, hãng đây là cái hãng của nó. Đây cái chỗ này là cái phần mà chúng ta có thể bửa nó lên đây. Khó bửa phết, nếu mà muốn bửa cái này ra phải dùng cái thiết à, dùng cái dụng cụ gì đó để có thể bửa nó ra đấy. Nói chung là bên trong này cũng có cái cục pin với lại cả mấy cái USB với dây điện nối cùng nhau thôi, để có thể là tạo thành một cái sạc dự phòng để sạc pin điện thoại hoặc là sạc pin cái gì đó có thể là cái sạc. Nói chung USB nó có thể gắn vào bất cứ cái thứ gì mà vừa vặn cái này, và cái dây để nối với cái gì đó, nói chung là dây đó phải còn dùng được, là cái này nó sẽ kết nối được cùng nó và nó có thể tiếp điện cho cái đó và dùng rất là tốt luôn ấy. Mình thấy là dùng tốt nên mình quay cho mọi người xem thôi. Nói chung là ở chỗ này nó vẫn có cái mà cảnh báo này, không nên vứt ở thùng rác này. Đấy. Nói chung là toàn chữ tàu thôi. Đó, những cái hàng sản phẩm như thế này thì thường sản xuất ở bên tàu rất là nhiều. Không biết là tàu gì nhưng mà mình nghĩ là sản xuất ở bên tàu Trung Quốc ấy, mình thấy chữ Trung Quốc mà thường hay đọc là chữ tàu thôi. Đấy. Nhưng mà nói chung là hàng này cũng dùng được, mới dùng được an toàn, nhưng mà nó với hợp với giá, nếu mà rẻ quá thì cũng không được mà đắt quá cũng không được nhỉ. Hôm nay thì cái này mình thấy là ở chỗ này nó có cái mà có cái đây không phải là sắt đâu nha, đây không phải là sắt mà nó là nhựa, tổng ở chỗ này là rất là toàn là nhựa thôi, tất cả ở đây đều là nhựa nha, nhìn nó giống như này thôi. Đúng không nhỉ? Mình nghĩ là 90% cái này là nhựa, còn 90% cái này là nhựa, còn 10% còn lại mình nghĩ là nó làm bằng inox đấy, chỉ thế thôi, bởi vì nó rất là mềm. Các bạn nghe này, đấy các bạn nghe thấy không, nó có tiếng gãy đấy. Đấy, bữa có mức nó như thế đấy. Bên trong cái này thì nó có hai cái tai nghe AirPods đấy, tai nghe không dây đây, một hai bên đều hoạt động rất bình thường, nhưng mà một bên không biết tại sao mà một bên nháy một bên không, nhưng mà khi kết nối với hai cái này thì mình thấy là nó hoạt động vẫn rất là tốt. Cái này thì nó hút nam châm rất là ok, bởi vì trên này nó có sắt hay sao ấy, xong rồi dưới này có năng nam châm, nên là thành ra là khi khi mà chúng ta mở thế này không được được một thời gian nhất định thì chúng ta bị lắc này cái là nó tự động nắp vào, nó gọi là tai nghe AirPods. Lý do nó thông minh vì sao, bởi vì là nó có thể kết nối Bluetooth và nó có nhiều chức năng, đó chính là khi mà các bạn cầm lên này, các bạn nhấp vào đây, nhấp nhấp vào đây là nó sẽ tự tự động ngắt. Khi mà các bạn nghe lại, các bạn chỉ cần bấm một cái là nó lại nghe lại như bình thường thôi. Đấy, nó thông minh ở cái điểm đó đấy. Còn nhiều điểm thông minh nữa mình chưa tìm ra, nhưng mà nói chung là cái tai nghe rất là tiện ích, mình không hề bán nhưng mà mình thấy là dùng tốt nên là mình quay cho mọi người xem. Mọi người có thể hay là mọi người nói chung là mình chia sẻ cho mọi người. Nói chung là chúng ta cần tìm hiểu với những cái công nghệ mới ở thời đại này. Cái này không phải là mới nhất ở bây giờ mà cũng lâu rồi, nên là giờ nó hay nên mình quay lại ấy, quay lại cho mọi người xem ấy nhỉ. Các bạn nhiều bạn biết đến cái này lắm. Cái nút này nút nguồn này. Đấy. Tắt bật bình thường. Đến giờ thì cái nút nguồn này thì nó vẫn sử dụng một cách bình thường thôi.
Nhưng mà tai nghe này mình nghĩ là không bền đâu, nó không bền bằng cái tai nghe mà dây đâu. Tai nghe dây mình nghĩ bền hơn. Cái này tiện lợi thật nhưng mà nó không bền hay sao? Nhìn nó không bền cho lắm, nó không được chắc chắn. Tai nghe kia đâu ra đấy, nhìn cái trong đấy, nhìn nó vẫn cảm giác nó sạch sẽ hơn nhiều. Cái này cầm thì nó đẹp tiện lợi thật, nhìn sang trọng thật, nhưng mà mình thấy cái cạnh kia vẫn còn thấy nó vẫn đẹp hơn đấy. Đây là một góc quay khác, cũng như góc quay cũ nhưng mà nó ở hướng này. Hôm nay thì mình lại quay tiếp cho anh em cái con máy này. Đấy, không phải là bán mà là mình sẽ review cho mọi người. Đây, mọi người nhìn là xung quanh ở ngoài, hôm qua mình có review, hôm nay review lại nha. Đây, ở chỗ này thì có thùng rác này. Tất nhiên là không nên ném vào thùng rác bởi vì đôi lúc nó có pin này, với lại cả có nhiều cái điện các thứ ở trong này, đôi lúc cho vào là nó sẽ dẫn đến nổ hoặc là gì đó. Nói chung là nhiễm sét đấy. Đấy. Có thể nhiễm điện đi khi người ta thò tay thùng rác hay lấy cái vật gì đó ra ấy, nó nhiễm điện đấy. Còn cái cam này thì mình thấy ổn này. Bây giờ hôm nay mình sẽ khui ra như clip ở lần trước mình đã nói. Đây. Mình quên mất là cái chỗ này mình chưa mở ra. Mọi người nếu mà mọi người muốn mở cái này ra, trước tiên mọi người phải nhìn cái chỗ cắm sim đã, cho sim vào ấy, rồi mọi người tính sau. Đây, cái chỗ này phải kéo ra nha, không nó đứt đấy. Đấy, may là cái này nó bền, mình thấy công nhận là cái cho sim vào cực kỳ bền luôn. Đấy, đây là bên trong. Có rất nhiều thông tin, nhưng mà đây là máy tàu nha. Đây là bên trong nha. Mình thấy là nhiều người là làm cái kiểu dạng máy như này và nó dán cái lớp rồi gì lớp nhựa cứng ở đây. Đấy, nhìn rất là đẹp, thay thế làm cái ốp. Đấy, mình bật nguồn lên cho mọi người này. Đấy, không hề lên được. Nó không hề lên được nha. Đấy, bên trong là như này, nó có gồm có pin này, cam này, đèn này. Số này là mình không chuyên về điện tử nên mình không rõ cho lắm, nhưng mà chỗ này toàn là công cụ điện các thứ thôi. Có mấy chỗ đây này, ví dụ như chỗ này này, bị tuột ra này, mình vừa mình tháo ra này, nắp lại. Mình mới phát hiện ra một điều rằng là mình mua máy về giờ phát hiện ra là nó bị mất mấy cái dây điện ở đây này, dây điện được gắn ở đây này. Đấy, nói chung là máy này cũng không ổn. Lần trước mình có review mà nhỉ. Ôi, nắp lại cũng dùng được một thời gian và có rất nhiều lợi ích cho mình, nhưng mà giờ nó hỏng đành thôi. Các bạn có thể thấy này, nhìn này, cái mic mình để kêu kia rồi. Đây, quay tạm nhé. Máy tính không lên nguồn. Không người lên nữa. Chỗ này tô toàn bụi xóa. Khá là bẩn như này. Có dãy số từ 1 đến 8 đấy.
Thì máy tính đời cũ nha. Đấy, không dùng cho lớp 10, lớp 10 hoặc lớp 9, nói chung là tính phân số là không được. Đây. Đấy, pin thôi vẫn dùng được. Đấy, pin thôi chứ thường vẫn dùng được. Nhưng mà không tính được phân số nha. Cái này là kim tuyến đấy, tô em mình tô linh tinh quá. Nhìn rất là đẹp đấy, nó giống như kiểu một cái nghệ thuật gì đó. Cái này mình nhớ mình mua năm lớp 3 rồi. À, không hẳn, không nhớ nữa. À, mình nhớ rồi. Cái này mình nhớ là cái lúc mà mình năm đấy mình mất điện máy tính ấy, xong mình có ý tưởng rồi mình lấy trộm ấy, xong mình đi lấy trộm luôn của một bạn đấy, bạn ấy tên là Quốc hay sao đấy, đúng rồi. Xong mình lấy ném lấy cửa sổ ông tím mình về mình lấy. Ôi, máy tính mình chẳng biết ai lấy luôn, xong rồi mình lấy của bạn đấy. Nếu mà bạn xem video này cho mình xin lỗi nha. Bây giờ cái tính này không có người dùng mấy đâu. Cái tính này rất là đẹp.
siêu lo lọc xịt què review chút vậy thôi nhỉ. Nếu buổi sáng mình review chi tiết hơn thì bây giờ tối rồi mình không nói nhiều, nhiều làm ồn ảnh hưởng đến đến gia đình. Cái chỗ này này vẫn là gì nhỉ? Vẫn là bút xóa và cái sơn móng tay. Đấy. Chỉ có mỗi là sơn móng tay thôi. Đây, kim tuyến này, chỗ này bút xóa này, gạch ngoài hết cả. Nói chung nhiều nhất là bút xóa. Rất chi là ok.
Mà nhìn cái này rất mỏng nhá. Cái phần này là cái phần bật lên AC này. Bật lên. Tắt là ấn nút ở. AC là mở ở. Chứ nó không phải, nó không phải bấm nút cái gì đấy xong rồi ấn nút AC đâu. Dễ hỏng mất. Mọi người không nên táo nhỉ. Mọi người ạ. Mọi người ơi, mọi người. Không sạc đâu. Điều này anh biết rồi. Về đề thế nhỉ? Ôi dồi, nhiệt đau. Thường thì cái này nó bấm như này đúng không? Thường thì máy máy Casio 6700
680 gì đấy. Tôi sẽ bấm AC là mở rồi, đúng không? Nhưng tắt thì chúng ta ấn như này, đúng không? Ấn up. Ấn up. Xong AC thì nó mới tắt, đúng không? Nhưng mà cái này khác, cái này AC mở, up, tắt. Thế thôi, nhanh không? Nhanh, tiện lợi. Nhưng mà nó không có nhiều chức năng, giá rẻ nữa. Người sử dụng cái máy tính thì có bao giờ sử dụng chưa? Mình sử dụng trước không có mình sử dụng máy tính này. Tiền điện đời này không biết là nó sản xuất năm bao nhiêu nhỉ. Thank you.
tuyết thì cháy cái gì sao cắm linh tinh là cái cắm vừa mình cắm như này này cắm cái đầu này vào. Mình cắm lên cái đầu này thế cho mình cắm cái đầu này vào. Đấy xong nó mùi khét lên luôn. May không sao, các bạn không đi làm vậy nha. Nếu mà nó yếu là yếu hoặc dây sạc quá mạnh nó sẽ là đến nổ đấy. Nửa đớ nhỉ. Đây lại là máy tính này. Định giá luôn nhỉ.
Đây nó có ghi là không nên vứt ở thùng rác. Mình nghĩ là nó có chứa pin nên là nó không cho vứt ra. Vì nó dẫn đến cháy nổ ấy. Sợ cái mùi cơm pho thơm nó mình hít đấy. Thơm quá mình. Là mình đây.
C là xóa nha, vẫn là xóa. Mà mình không hiểu sao nó C xóa nhỉ? À, theo nghĩa tiếng Anh. Khét. Khét, khét. Khét. Đức của nó. Đức của nó. Niết luôn. Đây là nhân vật chính. Nhân vật chính. Bây giờ mình ngồi chơi một lúc nha, tí mình mới quay về cái này tiếp. Cay rồi đấy. Cần được luôn. Tập trung vào, tập trung vào.
chơi tiếp. Đây. Mới có mấy giờ, 8 giờ chiều. Mở được lên nhỉ, mở lên thì xem được phát.
chơi chưa? Khi nào mà cảm thấy cần thiết thì mới đi sửa thôi nhỉ. À mà nó bị mất, cần lắp một pin rồi. Cần lắp một pin rồi. Chưa. Có rồi. Điện giọng thử. Quá thật ra quay gì. Bật phải rồi. Gì fast. Xin lỗi mọi người, nãy nó bị dừng hình.
thấy đẹp không? Trời. Rất chi là yes the thể thấy này, nhìn này, cái mic mình để kêu kia rồi, đây quay tạm nhá, máy tính không lên nguồn. Chỗ này tô toàn bụi xóa, quá là bẩn như này. Có dãy số từ 1 đến 8 đấy. Để máy tính đời cũ nha. Đấy, không dùng cho lớp 10 lớp 10, lớp 9, nói chung là tính phân số. Tính phân số là không được. Đây. Đấy, pin thôi vẫn dùng được. Đấy, pin thôi chứ thường vẫn dùng được. Nhưng mà không tính được phân số nha. Cái này là kim tuyến đấy, tô em mình tô linh tinh quá. Nhìn rất là đẹp. Đấy, nó giống như kiểu một cái nghệ thuật gì đó. Cái này mình nhớ mình mua năm lớp 3 rồi. À, không hẳn, không nhớ nữa.
Mình nhớ rồi. Cái này mình nhớ là cái lúc mà mình năm đấy mình mất điện máy tính ấy, xong mình có ý tưởng rồi mình lấy trộm ấy, xong mình đi lấy trộm luôn của một bạn đấy, bạn ấy tên là Quốc hay sao đấy, đúng rồi. Xong mình lấy, ném xuống cái cửa sổ ông tím, mình về mình lấy. Ôi, máy tính mình chẳng biết ai lấy luôn. Xong rồi mình lấy của bạn đấy. Nếu mà bạn xem video này mình xin, cho mình xin lỗi nha. Bởi vì giờ máy tính mình không có người dùng mấy đâu. Tính nghĩa rất là đẹp.
chiêu lao lọc xịt quề. Review chút vậy thôi nhỉ. Nếu buổi sáng mình review chi tiết hơn nhờ. Bây giờ tối rồi ấy, mình không nói nhiều. Nhiều làm ồn ảnh hưởng đến gia đình. Chỗ này này vẫn là gì nhỉ? Vẫn là bút xóa và cái sơn móng tay. Đấy. Chỉ có mỗi là sơn móng tay thôi. Đây, kim tuyến này, chỗ này bút xóa này, gạch ngoài hết cả. Nói chung nhiều nhất là bút xóa. Rất chi là ok.
Mà nhìn cái này rất mỏng nhá. Cái phần này là cái phần bật lên AC này. Bật lên. Tắt là ấn nút ợp. AC là mở ợp. Chứ nó không phải, nó không phải bấm nút cái gì đấy xong rồi ấn nút nó AC đâu. Dễ hỏng mất. Mở không nên táo nhỉ. Mọi người ạ. Mọi người ơi, mọi người. Không sạch đâu. Điều này anh biết đấy. Về đề thế nhỉ? Ôi dồi, nhiệt đau. Thường thì cái này nó bấm như này đúng không? Thường thì máy máy Casio
680 gì đấy. Tôi sẽ bấm AC là mở rồi, đúng không? Nhưng tắt thì chúng ta ấn như này, đúng không? Ấn up. Ấn up. Xong AC thì nó mới tắt, đúng không? Nhưng mà cái này khác, cái này AC mở, up, tắt. Thế thôi, nhanh không? Nhanh, tiện lợi. Nhưng mà nó không có nhiều chức năng, giá rẻ nữa. Người sử dụng cái máy tính thì có bao giờ sử dụng chưa? Mình sử dụng trước không có chương trình sử dụng máy tính này. Nét đèn điện. Đời này không biết là nó sản xuất là bao nhiêu nhỉ? Thank you.
tuyết thì cháy cái gì sao cắm linh tinh vào cái cắm vườn vườn mình cắm như này này cắm cái đầu này vào. Mình cắm lên cái đầu này thế xong mình cắm cái đầu này vào. Đấy xong nó mùi khét lên luôn. May không sao. Các bạn không đi làm vậy nha. Nếu mà nó yếu là hoặc yếu hoặc dây sạc quá mạnh nó sẽ là đến nổ đấy. Nhưng mà đỡ nhỉ. Đây. Lại là máy tính này. Định giá luôn nhỉ.
Đây nó có ghi là không nên vứt ra thùng rác. Mình nghĩ là nó có chứa pin nên là nó không cho vứt ra. Vì nó dẫn đến cháy nổ ấy. Sợ cái mùi cơm pho thơm nó mình hít đấy. Thơm quá mình. Là mình đây.
phần này C là xóa nha, vẫn là xóa. Mà mình không hiểu sao nó C xóa nhỉ. À, theo nghĩa tiếng Anh. Ok. Khét đứt của lóa, đứt của lũ. Niết luôn. Đây, đây là nhân vật chính. Nhân vật chính. Bây giờ mình ngồi chơi một lúc nha, tí mình mới quay về cái này tiếp. Gần được luôn. Tập trung vào, tập trung vào.
chơi tiếp. Đây. Mới có mấy giờ, 8 giờ ui hồ. Không mở được lên nhỉ, mở lên đi xem được phát.
chơi chưa? Khi nào mà cảm thấy cần thiết thì mới đi sửa thôi nhỉ. À mà nó bị mất, cần lắp một pin rồi. Cần lắp một pin rồi. Xin lỗi mọi người, nãy nó bị dừng hình.
rất chi là yester. Có thể thấy này, nhìn này, cái mic mình để kiểu kia rồi, để quay tạm nhé, máy tính không lên nguồn. Chỗ này tô toàn bút xóa, khá là bẩn như này. Dãy số từ 1 đến 8 đấy. Để máy tính đời cũ nha. Đấy, không dùng cho lớp 10 lớp 10 hoặc lớp 9, nói chung là tính phân số. Tính phân số là không được. Đây. Đấy, pin thôi vẫn dùng được. Đấy, pin thôi chứ thường vẫn dùng được. Nhưng mà không tính được phân số nha. Chỗ này là kim tuyến đấy, tô em mình tô linh tinh quá. Nhìn rất là đẹp đấy, nó giống như kiểu một cái nghệ thuật gì đó. Cái này mình nhớ mình mua năm lớp 3 rồi, không hẳn, không nhớ nữa. À, mình nhớ rồi. Cái
Thì mình nhớ là cái lúc mà mình năm đấy mình mất điện máy tính ấy, xong mình có ý tưởng là mình lấy trộm ấy, xong mình đi lấy trộm luôn của một bạn đấy, bạn ấy tên là Quốc hay sao đấy, đúng rồi. Xong mình lấy, ném cái cửa sổ của một tí mình về mình lấy. Ôi, máy tính mình chả biết ai lấy luôn, xong rồi mình lấy của bạn đấy. Nếu mà bạn xem video này mình cho mình xin lỗi nha. Bởi vì giờ máy tính này không có người dùng mấy đâu. Máy tính này rất là đẹp. Tiêu lao động xịt quề
Nếu buổi sáng mình review chi tiết hơn rồi, bây giờ tối rồi ấy, mình không nói nhiều, nhiều làm ồn ảnh hưởng đến đến gia đình. Chỗ này này vẫn là gì nhỉ? Vẫn là bút xóa và cái sơn móng tay. Đấy. Chỉ có mỗi là sơn móng tay thôi. Đây, kim tuyến này, chỗ này bút xóa này, gạch ngoài hết cả. Nói chung nhiều nhất là bút xóa.